Trong trận đấu giữa Pháp và Australia tại vòng bảng, Pháp muốn tấn công phủ đầu nhưng lại bị Australia dội gáo nước lạnh ngay phút thứ 9 với bàn mở tỷ số sớm của Craig Godwin. Từ phút 25 trở đi, Pháp mới bắt nhịp được với trận đấu và chứng tỏ sức mạnh của đội bóng đương kim vô địch. Phút 27, Aaron Rabiot đánh đầu đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, và chỉ 5 phút sau, đại diện của châu Âu nâng tỷ số lên 2-1 nhờ pha lập công của Olivier Giroud. Sang hiệp 2, Pháp tiếp tục ghi thêm 2 bàn thắng với các pha lập công của Kylian Mbappe và việc hòa tất cú đức của Olivier Giroud. Với chiến thắng 4-1, Pháp tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng D. Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 26 tháng 11, những nhà đương kim vô địch sẽ gặp Đan Mạch, trong khi Australia sẽ gặp Tunisia. Trước Ả Rập Xê Út tại vòng bảng, Argentina tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và họ chỉ cần 10 phút để có được bàn mở tỷ số. Leandro Paredes kiếm về một quả phạt đền sau tình huống gây tranh cãi. Từ cự ly 11m, Lionel Messi dễ dàng đánh bại thủ môn Anouilh. Sau khi có được lợi thế, Argentina tự tin tổ chức những pha tấn công trực diện ở trung lộ. Đại diện của Nam Mỹ có thêm 3 lần đưa bóng vào lưới, lần lượt bởi Messi và Lautaro Martinez, nhưng đều bị từ chối vì lỗi việt vị. Sang hiệp 2, chỉ trong 5 phút, từ 48 giờ đến 53, Ả Rập Xê Út lật ngược thế cờ với việc ghi liền 2 bàn thắng nhờ công của Ansari và Antosari. 10 cú sút được Argentina thực hiện trong hiệp 2, nhưng hiệu quả bằng không. Những nhà đương kim vô địch Copa America thua ngay trận mở màn World Cup, đồng thời khiến cục diện Barca trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Mới đây, Manchester United quyết định chấm dứt hợp đồng với Cristiano Ronaldo. Ronaldo sẽ rời Man United theo thỏa thuận chung có hiệu lực ngay lập tức, trích thông báo trên trang chủ của Man United. Câu lạc bộ cảm ơn Ronaldo vì những đóng góp to lớn trong hai giai đoạn chơi bóng tại Old Trafford, ghi 145 bàn sau 346 trận đấu. Chúng tôi chúc Ronaldo và gia đình nhiều điều tốt đẹp trong tương lai. Theo Athletic, Ronaldo vi phạm nghiêm trọng các quy tắc trong hợp đồng. Đội chủ sở Old Trafford không còn cách nào khác ngoài việc hủy hợp đồng với tiền đạo người Bồ Đào Nha. Kevin Chris Wheeler của Daily Mail tiết lộ, nhà Glazer, giám đốc điều hành Richard Arnold cùng với giám đốc bóng đá John Matthews cùng huấn luyện viên Erik ten Hag quyết định rằng Ronaldo tự tay cắt đứt mối quan hệ với câu lạc bộ. Vì vậy, không còn đường quay trở lại cho Ronaldo sau World Cup 2022. Man United sẽ không phải chi trả 16 triệu bảng tiền lương trong 6 tháng còn lại của hợp đồng. Sau thất bại trước Ả Rập Xê Út, Messi đã cho rằng những phút sơ hở đầu hiệp 2 đã khiến Argentina phải trả giá. Nhưng theo ngôi sao của PSG, chiến thuật không hợp lý mới là vấn đề chính của trận thua này. Trong 5 phút sơ hở, chúng tôi đã đánh mất lợi thế và bị dẫn trước 1-2. Argentina đã mắc sai lầm khi thực hiện những quả tạt vào vòng cấm. Trận đấu trở nên phức tạp hơn sau khi chúng tôi nhận 2 bàn thua. Ả Rập Xê Út chơi tốt nếu như họ có không gian, và thực tế chúng tôi đã bị họ dồn ép ở hiệp 2. Tôi chưa bao giờ nhận một đòn đau như vậy với nhóm cầu thủ này. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Giờ đây chúng tôi không còn lựa chọn nào khác là phải thắng và thắng các trận còn lại để qua được vòng bảng. Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Đức, Leroy Sané bị chấn thương đầu gối trong lúc tập luyện. Tiền vệ của Bayern Munich không kịp bình phục cho trận đầu tiên của Đức tại bảng E World Cup 2022. Đội tuyển Đức sẽ không có sự phục vụ của Sané ở trận mở màn với Nhật Bản. Vì gặp vấn đề đầu gối nên tiền vệ 26 tuổi của Bayern Munich sẽ bỏ lỡ trận đấu này. 25 cầu thủ sẽ tham gia buổi tập luyện cuối cùng tại Asaman. Trích thông báo của Liên đoàn bóng đá Đức, mất Sané là tổn thất lớn với đội tuyển Đức. Bởi lẽ, tiền đạo của Bayern Munich là quân bài rất quan trọng, một trong những cầu thủ tấn công có phong độ tốt nhất trong tay Hansi Flick vào lúc này. Thời điểm Robert tạm nghỉ nhường chỗ cho World Cup cũng là lúc Pep Guardiola có thời gian đàm phán hợp đồng với Man City. Theo The Athletic, hai bên đều thể hiện sự thiện chí và đồng ý gia hạn hợp đồng 2 năm. Nếu hoàn thành hợp đồng mới, huấn luyện viên người Tây Ban Nha sẽ ở lại Etihad đến năm 2025. Tuy nhiên, hợp đồng mới sẽ có cấu trúc thời hạn 1 năm, với cả hai bên đều có quyền tùy chọn gia hạn ở mùa giải tiếp theo. Điều này đồng nghĩa Man City hoặc Pep có thể chia tay sớm hơn dự kiến nếu muốn. Pep có thể ra đi tự do vào mùa hè 2024 nếu ông cảm thấy không còn muốn tiếp tục. Tương tự, Man City cũng có thể chấm dứt hợp đồng vào năm 2024 mà không phải đền bù.